Dạ, em Ngọc Tâm, Đất Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm ha, cũng như toàn thể quý anh chị có mặt trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại là Tâm đang đứng trước căn nhà mà Tâm muốn giới thiệu với quý anh chị luôn ha. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình thẳng ra đường Lương Văn Tiên ha. Thì vào độ tầm khoảng 200m thôi. Và khi ra được đường Lương Văn Tiên thì mình rẽ trái thì mình về đường Lương Văn Bào DH20. Còn mình rẽ phải thì mình về tuyến tránh quốc lộ 50 nha quý anh chị. Thì từ cái vị trí Tâm đứng mà ra tuyến tránh quốc lộ 50 thì vào độ tầm khoảng 700-800m thôi. Đó. Và cái phía ngược lại nè. Đây, cái phía ngược lại thì mình đi thẳng ra đây tầm khoảng 500m thôi là mình ra đường Phan Văn Trực nha quý anh chị. Và khi ra được đường Phan Văn Trực rồi mình rẽ trái thì mình ra quốc lộ 50 thì vào độ tầm khoảng 1,5 km. Còn mình rẽ phải thì mình trở lại đường Lương Văn Tiên nha quý anh chị. Đó, thì hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí đường này. Đường này là có lối đi công cộng thể hiện trên sổ luôn nha quý anh chị. Đó, đường là đường hiện tại là đường 3m nha. Nhưng mà trên sổ là chỉ thể hiện là 2m thôi. Đó, và hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một căn nhà rất là đẹp luôn, vừa mới xây xong và đang trong quá trình hoàn thiện nè quý anh chị. Đó, nhà một trệt một lầu ha, theo phong xây theo cái phong cách của châu Âu. Đó, rất là đẹp luôn. Và với tổng diện tích của căn nhà này là 82m và diện tích thực tế là ngang 4m05 và dài là 20m nha quý anh chị. Và cái địa chỉ nhà mình đây là ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và chủ gửi Tâm bán với cái giá là 1,750 tỷ nha. Đó. Thì trước cái phần video Tâm có bay cái phần livecam để điều hướng cho quý anh chị xem căn nhà mình trên cao và những cái hướng đi để cho quý anh chị dễ hình dung hơn ha. Rồi tí nữa Tâm sẽ chạy ra cái đoạn đường Lương Văn Tiên để Tâm giới thiệu chi tiết về cái đường này vào nhà mình cho quý anh chị dễ hiểu hơn ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết về căn nhà này cho quý anh chị mình xem luôn ha. Rồi, thì trước tiên vào căn nhà của mình, đập vào mắt mình là cái cổng rào nha quý anh chị. Cổng rào thì hai bên thì chủ đã làm hàng rào kiên cố hết rồi. Đó, và cửa mình là cửa sắt ha. Cửa sắt bốn cánh nha quý anh chị. Và trước sân của mình thì chủ dán gạch trống trơn ha. Đó, trống trơn cho nên là trời mưa ha này nọ kia thì không thành vấn đề ha. Nó cũng không có gọi là trơn mấy đâu. Thì điện ở bên đây thì là một cái vòi nước để mình về mình rửa xe ha này nọ kia ha. Còn cái sân mình thì có thể là mình đậu hai chiếc xe bốn chỗ vào cũng ok luôn. Và đoạn đường trước nhà của mình là đường đá xanh, xe hơi ok nha quý chị. Xe hơi bốn chỗ bảy chỗ, xe tải 2,5 tấn chạy vi vu luôn. Đó, thiết kế rất là trang nhã nha quý chị. Đây, thì bây giờ Tâm sẽ vào căn nhà ha. Thì trước vào phòng khách á, thì cửa nhôm, nhưng mà do là hôm nay là chưa có hoàn thiện, nhưng mà Tâm vô Tâm quay sớm cho quý anh chị xem trước ha. Thì ngày mai mấy anh thợ sẽ vô là gắn kiến vào những cái cửa này, lột những cái mạc này ra thì nhìn thấy rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đó, phòng khách của mình thì được chủ trang trí là gạch bóng kính ha. Và hai bên tường thì chủ dán gạch hoa văn lên tầm khoảng 1,5m nha quý anh chị. Đó, còn trần của mình nè, đó, rất là sắc sảo, có những cái họa tiết rất là đẹp luôn nè. Trần mình thì là trần thạch cao ha, rồi được chủ điều phối những cái tình cái họa tiết sơn màu vàng. Rồi trên đây thì có đèn chùm nè, rất là đẹp nha quý anh chị, buổi tối là rất là sáng luôn ha. Thì cảm giác mà Tâm đứng trong cái căn nhà này thì cảm giác là rất là thoáng nha quý anh chị, rất là mát mẻ luôn. Nói chung là rất là mát đó. Đó, còn ở cái khu vực này thì quý anh chị có thể là mình để những cái bình hoa hoặc là những chai rượu tây ha, để mà khi mà bạn bè mình về đây mình ghé mình chơi rồi mình đem ra mình đãi khách ha. Còn cái khu vực bên đây thì mình có thể là mình để một cái bộ ghế sofa, một cái bộ ghế sofa ha, để mời khách uống trà. Đó, rất là ok nha quý anh chị. Rồi, thì đây là cái cầu thang để lên tầng trên nha quý anh chị. Thì cầu thang là được chủ ốp đá hoa cương ha, còn tay vịn là bằng gỗ luôn. Thì ngày mai thì chủ bên chủ nhà sẽ hoàn thiện hết tất cả những cái kính, như là kính cửa, rồi kính cường lực để bảo vệ mà hai bên cầu thang ha. Rồi cái phía sau này nè quý anh chị, phía sau này
phía đằng sau này thì mình có thể là mình mua một cái tủ, ha, mình để ngang khu vực này để mình để ly, rồi mình để những cái vật dụng như là chén dĩa hay là rượu ha, nước ngọt để mình mời khách ha. Còn cái phía đằng bên đây là nhà bếp nha quý anh chị, bếp nè, bên đây là bên rửa chén, còn bên đây là mình có thể là sử dụng những cái bếp từ nè, bếp điện nè, đó, điện là mắc là rất là nhiều ổ điện để cho mình về mình làm mà mình nấu ăn ha. Còn cái khu vực này thì mình có thể là mình để tủ lạnh nè, mình để tủ lạnh. Rồi bây giờ xuống đây thì Tâm thấy là có một cái phòng ngủ nè, đây là phòng ngủ đầu tiên nha quý chị, ở tầng dưới nha, đó, cũng rất tương đối rất là rộng luôn, và chủ có để những cái chỗ mà để mình gắn máy lạnh nè. Đó, cửa đây thì là gọi là cửa nhôm sắt nha, rất là ok. Đó, còn phía dưới đây là toilet nha quý chị, phía đây là toilet ha, đó, toilet rất là thoáng mát luôn, toilet rất là thoáng mát. Rồi thì tổng kết cái tầng dưới á là gồm có một sân trước nè, rồi một phòng khách, nhà bếp, một phòng ngủ và toilet nha quý chị. Rồi bây giờ Tâm mời quý chị vào mình lên tầng trên ha, mình lên tầng trên nha. Ở đây ở ngay chỗ nhà bếp cũng có một cái đèn chùm nè, đó, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Phần cầu thang này thì chủ thiết kế cũng rất là dễ đi nha quý vị. Đây là tầng trên nha quý chị. Đó. Thì tầng trên gồm có một phòng thờ ha. Thì cái phòng thờ này Tâm thấy tương đối rất là rộng luôn. Đó. Thì quý anh chị có thể là mình tiếp khách trên đây, hoặc là mình thờ cúng ở trên đây cũng rất là ok, rất là tiện lợi luôn ha. Đó, ở trên đây thì nói chung là phòng khách phòng nào cũng có, thấy em thấy có cái đèn chùm như quý chị rất là đẹp luôn nè. Đó, tiết tấu rất là trang nhã luôn. Và đây là cái khu vực từ trên cao và nhìn xuống cái khu vực nhà mình ha. Đây, rất là rộng luôn, quá đẹp. Đây, bên kế bên mình cũng có một cái mô hình nhà vườn nè, rất là đẹp nha quý anh chị. Đó. Nhà xung quanh mình rất là nhiều ha. Thì cái khu vực nhà của mình á, thì điện và nước đã lắp hết rồi nha quý anh chị. Quý anh chị có thể là mình về mình mua xong rồi mình xách ba lô về rồi mình trang trí mình ăn Tết thôi. Đó. Rồi, Tâm sẽ đi xuống đây. Trên tầng trên này thì gồm có hai phòng ngủ nha quý anh chị. Có hai phòng ngủ cũng rất là rộng luôn, và mỗi phòng ngủ chủ thiết kế có một cái cửa sổ rất là thoáng mát luôn, rất là thoáng mát. Đó, quá đẹp luôn. Có đèn ngủ nữa nè. Đây là phòng trên tầng trên thì gồm có hai phòng. Đây là tầng thứ hai, phòng thứ hai nè. Phòng thứ hai. Đó, cũng có một cái cửa sổ nha quý chị. Rất là thoáng mát, rất là rộng luôn. Và dưới đây là toilet. Đây toilet. Rất là sạch sẽ ha. Thoáng mát và sạch sẽ luôn. Rồi thì tổng kết tầng trên thì gồm có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng thờ, một ban công và toilet nha quý chị. Rất là đẹp. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý chị nghe nha. Thì tổng diện tích căn nhà mình là 82m đất thổ sổ riêng. Và cái địa chỉ nhà mình ở đây là ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha. Và cái hướng nhà của mình là hướng Đông Nam nha quý chị. Đó, và chủ đã thiết kế một căn nhà một trệt một lầu, xây dựng rất là kiên cố luôn. Và chủ gửi bán với giá là 1.750.000 nha. Thì so với cái khu vực đường này thì với cái căn nhà như thế này mà giá 1.750.000 thì rất là rẻ và rất là hời đúng không anh chị? Đó, thì quý anh chị có thể là mình mua về mình dọn ba lô vào ở ngay và luôn, rồi mình ăn Tết luôn ha. Thì ở khu vực này rất là an ninh nha quý anh chị, rất là an ninh luôn. Thì chút xíu cuối clip Tâm sẽ chạy ra cái đường Lương Công Tiên cho quý anh chị xem là cái khu vực mình gần đường lớn như thế nào ha. Và đặc biệt một điều là cái sổ của mình có thể hiện lối đi trên sổ là 2m nha quý anh chị, nhưng mà đường thực tế ở ngoài là đường 3m, xe hơi 4 chỗ 7 chỗ hoặc là xe tải 2,5 tấn chạy là vi vu luôn. Cho nên là quý anh chị cứ an tâm về cái phần mà xe hơi vào có được hay không. Thì hiện tại ở đây căn nhà của mình là xe hơi đậu tại nhà luôn nha quý chị. Đó, 1.750.000 cho một sản phẩm nhà một trệt một lầu và xây theo cái phong cách của châu Âu.
thì rất là đẹp. Căn nhà này nói chung là rất là đẹp luôn quý vị. Thì nay mai thì những anh thợ sẽ vào để hoàn thiện tất hết luôn những cái phần còn lại, như là kính cường lực cầu thang và những cái kính mà kính cửa trên đây nha quý vị. Rồi bây giờ thì Tâm sẽ chạy ra cái đường Lương Văn Tiên cho quý anh chị xem là cái khu vực nhà mình nó gần đường lớn như thế nào nha. Cái đoạn đường trước nhà mình là đường đá xanh thể hiện trên sổ là 2m nha quý chị. Nhưng mà theo Tâm thấy ở ngoài thực tế thì có thể là hơn 3m luôn. Thì sẽ hơi 4 chỗ, 7 chỗ có thể là chạy vi vu vào nhà mình nha quý chị. Đó, ở khu vực này thì nhà cửa rất là nhiều luôn. Nhà cấp 4, nhà nóc thái mọc lên. Còn tầm khoảng 30m nữa thôi là mình ra được đường Lương Văn Tiên nha. Đây là cầu Bà Tiên nha quý anh chị. Đây, hiện tại thì Tâm đang có mặt tại đường Lương Văn Tiên nha. Lương Văn Tiên. Thì từ cái vị trí Tâm đứng mà ra mình ra tiếng tránh quốc lộ 50 thì vào độ tầm khoảng 7 đến 800m thôi nha quý anh chị. Đó, mình ra ngay chỗ ngã tư Gia Bảo luôn. Đó thì mình có thể là mình thẳng luôn á, mình về Sài Gòn. Thì từ đây mà về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 13 đến 14 km thôi. Còn cái bán kính mà từ cái vị trí nhà mình á, tầm khoảng 1 km thôi là gần có trường học nè, siêu thị Cúp Mắt nè, Head Honda, nói chung là rất là nhiều tiện ích để quý anh chị về đây mình tham khảo, mình đầu tư hoặc ở luôn ha. Đó, còn cái phía ngược lại, cái phía ngược lại là theo cái đường Lương Văn Tiên này, mình sẽ chạy ra đường Lương Văn Bào, mình rẽ phải thì mình về đường DH20 nha quý anh chị. Thì từ đây mà ra DH20 thì vào độ tầm khoảng 3 km thôi. Còn cái khu vực nhà mà hồi nãy Tâm chạy vào á, là qua cái cầu này nha quý anh chị. Cầu này là cầu xe hơi, xe tải chạy vi vu ha. Đây là khu vực cầu Bà Tiên nè. Đó, thì từ cái vị trí cái cầu Bà Tiên này vào nhà mình thì tầm khoảng 200m thôi. Đó, khu vực nhà rất là đông dân cư luôn. Ở đây có một con rạch rất là sạch sẽ và rất là nhiều cá luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị về đây mua nhà xong rồi có thể là chủ nhật thứ bảy mình về đây mình câu cá giải trí cũng rất là ok ha. Rồi, bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích đó, nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt nha. Còn quý anh chị xem căn nhà này mà nếu cảm thấy thích thì cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình ha. Và số điện thoại Tâm là 0937629679 hoặc xem với phần mô tả video Tâm luôn. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những cái sản phẩm mới với cái giá rẻ bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư luôn ha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.